Hello, xin chào tất cả các chị em. Tôi là Mai Thanh, chuyên gia tư vấn sức khỏe sắc đẹp cho chị em phụ nữ. Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với mọi người cái cách sử dụng bộ sản phẩm điều trị nám cho chị em ở bên nhãn hàng Dr. Lady. Đầu tiên thì chúng ta sử dụng đó là lớp tẩy trang nhé. Tiếp theo thì chúng ta sử dụng đó là sữa rửa mặt. Bước tiếp theo chúng ta sử dụng đó là nước hoa hồng nhé. Bước tiếp theo chúng ta sử dụng đó là BHA 2%. Bước tiếp theo chúng ta sử dụng đó là serum làm trắng da. Bước tiếp theo chúng ta sử dụng đó là kem dưỡng ẩm nhé. Bước tiếp theo chúng ta sử dụng kem chấm nám nhé. Chúng ta sử dụng nó chấm vào những cái chỗ bị nám nhé. Bước tiếp theo chúng ta sử dụng kem dưỡng trắng ức chế tế bào nám Arbutin nhé. Bước tiếp theo chúng ta sử dụng kem Zetilon tái tạo da nhé.